Thời gian gần đây, tình trạng xe ô tô chở gỗ keo, gỗ giam chở quá tải, quá khổ, né chốt kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông lén lút hoạt động vào đêm khuya khá rầm rộ. Để xử lý tình trạng này, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa lực lượng lập chốt cân tải trọng trên quốc lộ 24B, phát hiện hàng loạt xe quá khổ, quá tải. Trong các đêm ra quân xử lý trên quốc lộ 24B, đáng chú ý nhất là lúc 19 giờ ngày 13 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập chốt kiểm tra cân tải trọng, xử lý vi phạm ở đây. Ngay trong đêm, hàng chục xe ô tô chở gỗ keo, giam khủng, nhìn bằng mắt thường cũng thừa biết là quá khổ, quá tải, đang lưu thông trên các tuyến rồi nối nhau xuôi theo quốc lộ 24B đoạn đi qua xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh. Tại chốt cân tải trọng, rất nhiều ô tô quá tải, trong đó xe ô tô tải mang biển số 77C-13877 do tài xế Lê Thanh Dũng ở huyện Sơn Tịnh chở gỗ keo từ huyện Sơn Hà xuống một nhà máy chế biến giam gỗ ở khu kinh tế Dung Quất là đáng nói nhất. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe chở gỗ keo này vượt trên 200% tải trọng cho phép. Các xe chở gỗ keo quá khổ, quá tải vào ban đêm luôn bố trí người theo dõi lực lượng cảnh sát giao thông, gây khó khăn cho việc phát hiện xử lý. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với nhiều lực lượng khác để chốt chặn xử lý các xe vi phạm. Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản xử lý trên 15 xe chở gỗ keo, giam, quá tải trọng, quá khổ. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xe chở quá khổ, quá tải trọng nhằm góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông.